Chào các bạn, tôi là Huy, đại diện cho shop Fast House. Trước mắt các bạn là mẫu máy giặt Panasonic NA-VR5600, máy giặt 9 cân sấy khô bằng công nghệ chống nhăn, block điều hòa của Nhật. Ở máy giặt thì là có hai công nghệ dẫn động, là công nghệ dẫn động trực tiếp mâm từ xoay và công nghệ dẫn động bằng dây cu loa. Thì ở clip này tôi làm để giới thiệu đến các bạn hai công nghệ dẫn động này. Thì ở máy giặt trong nước của chúng ta, những cái mẫu máy giặt mới nhất hiện nay của Elec hoặc LG thì họ bắt đầu đã dùng cái công nghệ dẫn động trực tiếp mâm từ xoay, còn lại đa số vẫn là công nghệ dẫn động bằng dây cu loa. Thì hai công nghệ này có những cái ưu điểm gì và nhược điểm gì, thì ở clip này chúng ta cùng đi tìm hiểu về nó. Trước mắt các bạn đây là hai mẫu máy giặt, một dòng máy giặt VX3101 sản xuất năm 2012 của Nhật và một dòng máy giặt Panasonic NA-VR5600 sản xuất năm 2010. Đây là hai cái mẫu máy giặt mà được đánh giá là độ ổn định cao nhất. Đây, trước mắt các bạn bên này là mẫu máy giặt Panasonic NA-VR5600. Đây là nội thất của nó. Các bạn có thể thấy được là độ mới của nó còn đến trên 90%, mặc dù nó sản xuất từ năm 2010. Điều này là nó khẳng định lại một cái vấn đề là cái đồ của nó sản xuất ra rất là tốt, nồi đồng cối đá qua thời gian nhưng nó không bị xuống cấp sập sệ. Và đây là động cơ của nó, động cơ dẫn động trực tiếp. Các bạn nhìn thấy là chúng ta không nhìn thấy là xung quanh nó không thấy có dây cu loa để kéo trục, nghĩa là gì? Là nó chuyển động giữa hai mâm từ quay quanh nhau, bên trong này một mâm từ các bạn nhìn thấy và bên ngoài một mâm từ, nó chuyển động bằng từ đấy, ở giữa là trục, nó không dùng dây cu loa để kéo trục đấy. Đây là rắc của động cơ, đây là cảm biến sấy, đây là ống dẫn gió sấy. Thì đây là một mẫu máy giặt sấy bằng công nghệ block, sấy bằng công nghệ block. Thì là đây là lốc sấy. Khi máy sấy thì là lốc sẽ hoạt động như một chiếc điều hòa chạy chế độ hút ẩm. Chính như vậy nên là lượng khí ra vừa phải, không làm nhào đồ và co vải như là dòng sấy bằng điện trở. Khi lốc hoạt động thì gió sấy sẽ được đây là quạt sấy. Quạt sấy sẽ hút gió sấy đưa lên buồng sấy. Đấy. Và trở lại lốc sấy một vòng tuần hoàn. Đấy. Thì cái này thì nếu như mà có thời gian thì các bạn đến trực tiếp tôi có thể tháo ra cho các bạn xem nó cụ thể hơn. Đây tôi chỉ nói qua được như vậy thôi. Đấy. Thì là đây là một mẫu dẫn động trực tiếp. Còn bên này là mẫu Panasonic VX3101 dòng chuyển động bằng dây cu loa. Ở dòng này thì khác với lại dòng VR là lốc sấy nằm trên. Bộ phận lốc sấy nằm ở trên này. Đấy, nằm ở trên máy. Còn ở bên dòng VR là lốc sấy nằm ở dưới. Thì như các bạn thấy ở động cơ đây, chúng ta sẽ thấy là nó chuyển động bằng dây cu loa. Nó có motor nó kéo. Đấy, chuyển động bằng dây cu loa. Thì thực chất là khi mà máy chuyển động bằng dây cu loa thì là khi cái dây cu loa nó còn mới thì nó chạy cũng rất là êm ái thôi, như dẫn động trực tiếp thôi. Thế nhưng một thời gian thì cái dây cu loa mà nó bị rão, nó kém đi thì là nó chạy nó sẽ ồn hơn dòng dẫn động trực tiếp. Đấy. Đây là hệ thống giảm sóc của máy. Các bạn nhìn ở trong kia thấy hệ thống giảm sóc của máy. Đây. Ở dòng máy của Nhật này thì nó được cân bằng, lồng nó được cân bằng bằng ba cái cục thép chống rỉ. Chứ thay vì là như dòng Elec ở trong nước của chúng ta thì là nó cân bằng bằng ba cục bê tông. Đấy. Và các bạn dùng cái dòng máy giặt của Nhật này thì các bạn có thể yên tâm một điều là không sợ cái vấn đề han rỉ ở cái thành vách như này. Vì thành này nó làm bằng thép chống rỉ. Ở mặt trước là bằng nhựa. Và nó có đế, nó không để sát chân như dòng máy Elec hoặc LG trong nước của chúng ta nhé. Đây nó có đế cao gần 20 phân, là đế này là đế nhựa. Các bạn có thể để trực tiếp xuống mà không cần để ở trên giá, vì máy của Nhật nó rất là nặng. Nặng gần 1 tạ cơ. Thì nếu các bạn để trên giá nhiều khi nó sẽ không được cân bằng. Đấy, các bạn có thể thấy nội thất của nó rất là mới.
nhiều khách hàng đến mua thì có hỏi là máy thì có qua sửa chữa gì chưa hay là mông má thúc tác gì chưa, thì tôi xin trả lời rằng là máy là tôi cam kết là nguyên bản, tất cả các mẫu ở kho hàng Nhật Shopless House bán ra thì cam kết là nguyên bản, không có sửa chữa thay thế linh kiện. Nếu như các bạn có thuê thợ đến mà người ta kiểm tra mà máy của chúng tôi bán ra thị trường mà có thay thế linh kiện sửa chữa thì chúng tôi sẽ tặng các bạn máy mang về dùng mà các bạn không cần trả bất kỳ một khoản phí nào cả. Đấy, đây là đằng trước của con máy Panasonic 5600. Đây là đằng trước của con máy Panasonic VX3101. Đấy, đây là đằng sau của con máy Panasonic 5600. Máy có hai gam màu, một là gam màu sữa, hai là gam màu trắng. Thì đây là máy là gam màu sữa và đây là gam màu trắng, hai con này là gam màu trắng. Đấy, thì là các bạn có thể đến là xem hàng trực tiếp tại số 6 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, shop và desk sau kho hàng Nhật, hoặc các bạn xem hàng trên website kho hàng nhật bãi.vn. Các bạn có thể là đăng ký để xem các cái kênh đăng ký để xem các clip của tôi trên kênh YouTube kho hàng Nhật Bãi shop desk sau. Vâng, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các clip lần sau.